Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón vành như thế này. Thì mẫu này mình có thể áp dụng cho bé hoặc là người lớn đều được ha. Đây là toàn bộ phần thân nón nè. Ở phần viền thì mình có viền lại một cái hàng ren cho cái mẫu nón của mình nó thêm xinh xắn hơn ha. Để làm được mẫu nón này thì ở đây mình sử dụng sợi dệt màu trơn. Sợi len của mình dài tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và kim móc để móc mẫu nón này mình sử dụng kim 2 đầu. Ở đây mình dùng đầu số 4 nè. Là đầu kim tương đương với kim size 2.5 mm ha. Các bạn cũng có thể đưa cái đầu kim so sánh với sợi len. Thì đầu kim của mình nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len. Thì mũi móc của mình sẽ được chắc chắn hơn ha. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len. Thước dây dùng để đo size. Kim khâu len. Mẫu kim đánh dấu nè. Và dụng cụ không thể thiếu đó là một đoạn dây ren để làm cái phần viền của nón ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết thân nón. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này nha, móc lên một mũi móc xích. Các bạn có thể sử dụng cho mình một đoạn len dài hoặc là kim đánh dấu cũng được. Mình sẽ đánh dấu vào cái vòng tròn này. Móc cho mình vào cái vòng tròn mình vừa tạo này 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. 1 2 3 móc đơn thứ 4, mũi móc đơn thứ 5 và mũi móc đơn thứ 6. Sau khi đã có cho mình được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau, ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Sau đó các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình một sợi len khác màu á, đưa xuống phía dưới nè, để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng thứ hai ha. Thì để bắt đầu vòng thứ hai, móc cho mình vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cái mũi móc đầu tiên của vòng tròn thứ hai ha. Tiếp tục ở cái vòng tròn thứ nhất mình có 6 mũi móc đơn, nó sẽ tạo ra 6 chân móc cho vòng thứ hai. Thì các bạn sẽ móc cho mình lần lượt vào 5 chân liên tiếp nữa, mỗi chân sẽ là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Thì chân đầu tiên là mình vừa móc rồi nè. Tiếp tục chân thứ hai móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ ba cũng tương tự, móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tương tự cho chân thứ năm ha, móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu cũng móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là mình hoàn tất được vòng móc thứ hai, ta sẽ có được 12 mũi móc đơn cho vòng móc thứ hai này. Và cái vòng móc của mình sẽ bắt đầu móc xoắn ốc ha. Và để đánh dấu được điểm kết thúc của vòng móc này và bắt đầu vòng thứ ba, các bạn đưa cho mình sợi len lên phía trên nè. Vòng móc thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào chân đó một mũi móc đơn. Đây sẽ là chân đầu tiên ha, móc vào một mũi móc đơn nè. Khi có được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân móc thứ hai móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được một cụm đầu tiên như thế này ha. Một mũi móc đơn, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Tức là mình sẽ có nè, chân kế bên một mũi móc đơn. Thì chân kế tiếp xen kẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai. Tiếp tục cụm móc thứ ba. Một mũi móc đơn, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Cụm thứ năm nè. Và tiếp tục cụm thứ sáu.
một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì chân cuối cùng của mình sẽ là chân móc có hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Như vậy lúc này mình sẽ có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này. Mình có nè, cụm móc thứ nhất, tiếp tục cụm móc thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm và cụm móc thứ sáu. Vòng móc thứ ba này mình tăng được 6 mũi móc so với cái vòng tròn phía trên. Thì để tiếp tục vòng móc thứ tư, các bạn tiếp tục kéo cho mình cái sợi len khác màu xuống phía dưới để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng thứ tư ha. Thì để móc được vòng thứ tư, các bạn sẽ để ý cho mình cái vòng móc thứ ba. Ở vòng móc thứ ba của mình có một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân nè. Ở đây mình có một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân rồi ha. Thì vòng móc tiếp theo các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này, tức là mình sẽ có hai mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân. Các bạn sẽ móc cho mình vào hai chân liên tiếp ha, mỗi chân là một mũi móc đơn. Đây, như vậy là mình đã tăng lên được một mũi. Chân thứ ba sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng móc thứ tư này mình sẽ có được cụm móc như thế này, tức là cái cụm này nó sẽ nhiều hơn cái cụm ở hàng thứ ba một mũi móc. Hàng thứ ba có một mũi xen kẽ thì hàng thứ tư sẽ có hai mũi xen kẽ ha. Móc tương tự cho mình cái cụm này, hai mũi móc đơn mỗi chân, xen hai mũi móc đơn cùng chân, tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ có hai chân kế bên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Và chân móc thứ ba sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mình có được cụm thứ hai rồi nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ ba. Tiếp tục cụm móc thứ tư nè. Cụm móc thứ năm, hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và cụm móc thứ sáu, cụm cuối cùng ha, hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân. Như vậy là ta hoàn tất được vòng móc thứ tư, và vòng móc thứ tư của mình cũng có được 6 cụm liên tiếp với nhau. Cụm thứ nhất nè, cụm móc thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm và cụm móc thứ sáu. Mình cũng tăng được 6 mũi móc cho vòng móc thứ tư này. Thì để tiếp tục cái vòng móc kế tiếp, các bạn cũng dựa cho mình vào các cái hàng móc phía trên nó. Thì vòng móc này mình có hai mũi mỗi chân. Vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng lên cho mình là 3 mũi mỗi chân, sau đó là 4 mũi mỗi chân và 5 mũi mỗi chân ha. Ta cứ tăng đều như vậy cho các cái vòng móc còn lại, cho đến khi cái vòng tròn của nón nó vừa với vòng đầu là được. Sau khi các bạn đã tăng cho mình thêm được nhiều vòng móc, lúc này vòng tròn của nón nó đã đạt được cái vòng đầu rồi. Trên màn hình mình có hiển thị cho các bạn cái họa tiết trên thân nón của mình khi mình móc theo công thức ban đầu á, nó sẽ có những cái đường G. Còn những bạn nào mà muốn cho cái vòng tròn của nón nó được đều hơn và nó không có điểm G thì các bạn có thể tham khảo ở clip bên dưới mà mình có để ở phần mô tả ha, làm cho cái phần vòng nón của mình nó được đều hơn nè và nó không có bị điểm G. Thì cách tính sai như sau. Các bạn sẽ dùng cho mình thước dây và mình sẽ lấy 1 cm của thước dây. Đo cho mình 1 cm của thước dây tương đương với bao nhiêu mũi móc mà các bạn móc được. Thì ở đây 1 cm của mình nó tương đương gần bằng 2 mũi móc đơn. Khi đã có được số mũi móc tương đương với 1 cm rồi, các bạn sẽ lấy cho mình số đo vòng đầu. Thì số đo vòng đầu mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo số đo vòng đầu ha. Sau đó khi đã có được cái số đo vòng đầu này rồi, các bạn sẽ lấy cho mình số đo vòng đầu nhân cho 2 thì mình sẽ ra được tổng số mũi móc của cái vòng cuối cùng mà mình tăng.
Ở đây mình làm 55 cm nè, thì mình sẽ tương đương với 110 mũi móc đơn cho cái vòng tròn cuối cùng ha. Tức là mình sẽ lấy cái số đo vòng đầu đó, mình nhân cho 2 là mình sẽ ra được tổng số mũi móc của vòng cuối cùng. Và lưu ý khi tăng size như thế này thì mũi móc cuối cùng nó cũng không nhất thiết phải nằm ở cuối vòng móc ha, nó có thể nằm ở chính giữa của vòng móc, mà các bạn cứ móc làm sao cho nó bằng cái số mũi móc mà mình đạt được là được. Sau khi đã có được cái số đo vòng đầu rồi thì các bạn tiếp tục móc cho mình các cái hàng móc phía dưới. Thì các cái hàng móc phía dưới mình sẽ móc đều và không tăng mũi. Cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ta cứ móc tương tự xoắn ốc như vậy cho các vòng móc còn lại ha. Và khi kết thúc mỗi vòng thì cứ đưa cho mình sợi len lên xuống để mình đánh dấu. Móc cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi ta gặp đôi cái phần thân nón lại, thì chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng nó bằng đến phần tai là được. Thì số đo chiều cao này mình cũng có để ở phần mô tả, các bạn có thể xem ở phần mô tả để tham khảo ha. Ta cứ móc tương tự xoắn ốc nè, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa ha. Sau khi mình đã thêm được nhiều vòng móc đều nhau thì lúc này phần thân nón của mình nó sẽ có cái độ cúp lại. Chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng nè. Đối với size mà mình đang móc thì nó sẽ nằm trong tầm khoảng 14 cho đến 15 cm. Các bạn có thể tham khảo số đo này ở phần dưới mô tả ha. Sau khi đã có được kích thước chiều cao của phần thân nón rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần vành nón. Để xác định cho mình cái chiều rộng ở phía sau phần cổ á, thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái phần thân nón bên trên. Đây là cái điểm mà mình kết thúc mỗi vòng móc rồi ha. Thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng ở phần đỉnh nón bên trên. Đây thì phần đỉnh nón bên trên của mình. Ta sẽ lấy cái hàng mà mình thêm mũi cuối cùng của cái phần đỉnh nón á. Thì đây là cái hàng mà mình thêm mũi cuối cùng ở phần đỉnh nón nè. Đây, mình có tổng cộng số mũi móc, các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái cụm cuối cùng đó. Ở đây mình có nè, đây là cụm cuối cùng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân. Tức mình sẽ có tổng cộng là 15 mũi móc cho cái cụm móc cuối cùng. Thì 15 mũi móc này các bạn sẽ tiếp tục chia đôi cho mình. Tức là cái khoảng trống ở phía sau đầu á, nó sẽ là một cụm cộng thêm một nửa của cụm đó ha. Thì mình có 15 mũi, sau đó một nửa của 15 làm 7 mũi nè. Ta sẽ chừa ra 7 mũi, tiếp tục một cụm nữa là 15 mũi kế tiếp. Thì các bạn sẽ đếm thêm cho mình 15 mũi nữa. Sau đó dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào cái khoảng trống mà mình chừa ra ở đây. Đây, như vậy là mình sẽ có được một cái khoảng trống ở phía sau lưng ha, ở phía sau phần cổ. Thì bây giờ mình sẽ móc cái hàng vành đầu tiên. Thì để móc cái hàng vành đầu tiên, các bạn tiếp tục đưa cho mình sợi len lên phía trên để mình đánh dấu nè. Để ý cho mình cái hàng vành đầu tiên, mỗi mũi móc của mình nó sẽ có hai cái đường móc, một đường móc bên trong và một đường móc bên ngoài nè. Thì tất cả các cái chân móc của hàng đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân ở bên ngoài. Ta sẽ móc các cái mũi móc đơn vào chân bên ngoài này ha. Chỉ đối với cái hàng đầu tiên của phần vành thôi nha. Móc vào các cái mũi móc đơn nè. Hàng vành đầu tiên thì mình có tăng mũi móc. Thì để tăng mũi móc các bạn có thể dựa vào cho mình hàng tăng cuối cùng của phần đỉnh nón. Thì hàng tăng cuối cùng của phần đỉnh nón mình là 13 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Thì 13 mũi mỗi chân này các bạn sẽ chia đôi cho mình và mình sẽ lấy một nửa đó và mình tiếp tục tăng mũi cho cái phần vành nón.
thì các bạn có thể lấy 6 mũi hoặc là 7 mũi cho cái vòng móc đầu tiên này ha. Ở đây mình có chân đầu tiên rồi nè. Mình sẽ lấy 6 mũi liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Đều ram kim cho mình vào cái đường móc ở bên ngoài ha. Móc đơn thứ hai nè. Móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau thì chân kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình một mũi. Tức là mình sẽ móc vào cái chân kế tiếp này 2 mũi móc đơn cùng chân móc và cũng đâm kim vào cái chân bên ngoài ha. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này. 6 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân ha. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu. Ta có 6 mũi móc đơn mỗi chân. Được 6 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là 2 mũi cùng chân ha. Sau đó móc tương tự cho đến chân móc đánh dấu. Sau khi mình đã móc được đến chân móc mà mình đánh dấu rồi thì mình sẽ có được cái hàng đầu tiên của cái phần vành nón và có được một cái khoảng ở phía sau lưng nè, là cái phía sau cổ ha. Và lưu ý cho mình ở cụm cuối cùng, nó không nhất thiết phải hoàn tất đúng 6 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân ha. Nó có thể là 1, 2 hoặc là nhiều hơn đều được. Cứ móc đều cho mình, còn dư bao nhiêu mũi thì mình cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn là được ha. Hàng móc thứ hai móc lên cho mình một mũi móc xích và ta quay ngược đầu móc lại. Đối với hàng móc thứ hai này mình không tăng mũi. Các bạn sẽ móc cho mình luôn vào chân móc chứ không móc vào cái đường bên ngoài nữa ha. Móc luôn vào chân móc nè. Thì mình không tăng mũi, móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Chân cuối cùng tức là cái chân mà mình chạm vào cái sợi len đánh dấu ở đây ha. Sau khi đã móc được đến chân móc mà mình đánh dấu bằng cái sợi len á, thì ở phía sau mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống ở phần cổ nè. Đây, cái khoảng trống như thế này ha. Đây là cái phía sau phần cổ ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba của phần vành sẽ làm tương tự như hàng móc thứ hai, tức là mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng ha. Sau khi các bạn đã móc đến cuối vòng thì các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc tương tự như hàng móc này nữa, tức là mình sẽ có 3 hàng móc đều nhau không tăng mũi. Như vậy là phần vành nón của mình đã có tổng cộng được 4 hàng móc nè, một hàng tăng mũi và 3 hàng không tăng mũi. Hàng tăng mũi của mình là 6 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân, sau đó là 3 hàng móc không tăng mũi. Thì đến hàng móc thứ năm các bạn sẽ tiếp tục tăng mũi cho mình. Ta sẽ dựa vào cái công thức ở phần đỉnh nón. Ở đây mình có 6 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân rồi thì hàng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình lên một mũi. Mình sẽ có được 7 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân ha. Cách tăng mũi tương tự như phần đỉnh nón nè. Thì móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Tăng lên một mũi tức các bạn sẽ móc cho mình 7 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi có được 7 mũi móc đơn mỗi chân
tăng được một mũi so với vòng đầu tiên rồi, thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi đồng cùng chân nè. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Sau đó các bạn tiếp tục móc thêm cho mình 3 hàng móc không tăng mũi. Nó tương tự giống như cái hàng đầu tiên ở đây nè. Một hàng tăng và 3 hàng không tăng, tiếp tục là một hàng tăng, 3 hàng không tăng. Và cái hàng tăng nó sẽ dựa vào hàng tăng ở bên trên. 6 mũi mỗi chân sang hai mũi cùng chân thì tiếp tục là 7 mũi mỗi chân, sau đó là 8 mũi mỗi chân, 9 mũi mỗi chân ha. Và xen kẽ cho mình là 3 hàng móc đều không tăng. Thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái phần vành nón nó có đủ cái độ rộng mà các bạn mong muốn là được. Đây thì hàng này mình sẽ tăng mũi, sau đó tiếp tục là 3 hàng không tăng, một hàng tăng và 3 hàng không tăng ha. Ở đây mình đã móc lên tổng cộng được 10 hàng móc cho cái phần vành nón và nó đã có được cái độ rộng như thế này rồi. Thì mình sẽ tiến hành khâu cái phần ren vào trong cái thân nón cho cái phần vành nón của mình nó được đẹp hơn ha. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài, sử dụng đoạn len này để khâu cái phần ren vào. Đây thì như vậy là cái phần thân nón của mình sẽ hoàn tất như thế này. Cách đổi cái phần thân nón này mình có để ở trên màn hình ha. Các bạn có thể tham khảo cách đổi phần thân nón này. Đây là cái khoảng trống ở phía sau cổ nè. Và phần vành nón. Khi cắt len thì cắt cho mình một đoạn len dài. Sử dụng đoạn len này khâu cái phần dây ren. Đưa cho mình sợi len vào trong kim khâu. Để cho cái phần ren nó có cái độ bèo tạo điểm nhấn cho cái phần vành nón. Các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn ren dài. Vừa đủ để mình cột vào cổ ha. Đây mình sẽ chừa một đoạn ren dài trước. Khi đã có được đoạn ren dài đó rồi thì mình sẽ nẹp cái phần ren còn lại vào trong phần vành của nón. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên của cái hàng, đây cái hàng vành nón nè. Nó có cái hàng móc mũi đơn cuối cùng. Thì cái hàng móc mà mình móc cái hàng mũi đơn cuối cùng đó, ta sẽ đâm kim vào đây. Sau đó đồng thời đâm kim vào các cái khoảng trống của sợi dây ren luôn. Kéo len nè. Tiếp tục đâm kim vào các cái khoảng trống mà sợi dây ren có sẵn ha. Và cái hàng móc mà mình móc hàng mũi đơn cuối cùng vào chân kế bên nè. Đâm xuống phía dưới. Để cho cái phần bèo ở phần dây ren nó được đẹp hơn thì khi các bạn khâu một đoạn các bạn sẽ gập cho mình cái đoạn ren lại. Đây, ta sẽ gập như thế này. Sau đó tiếp tục khâu cho mình hết một đoạn rồi thì tiếp tục gập cái đoạn ren lại. Và mình sẽ khâu tương tự như vậy ha. Để cho cái phần bèo của mình nó được đẹp hơn nè. Cứ khâu một đoạn sau đó tiếp tục gập cái đoạn ren lại. Đây, thì phần bèo của mình nó sẽ như thế này ha. Khâu tương tự cho mình cho đến hết cái phần vành nón. Sau khi các bạn đã khâu cho mình được sợi dây ren vào trong thân nón rồi thì cái phần vành nón của mình nó có cái độ bèo gấp lại nè, cho phần vành nón của mình nó có điểm nhấn hơn ha. Thì chừa thêm cho mình một đoạn dây ren bằng với đoạn dây ren ban đầu để mình sử dụng cái đoạn ren này mình cột vào cổ nè. Đây, đổi phần thân nón như thế này nha, nghiêng xuống phía dưới. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu nón bèo cho bé hoặc cho người lớn như thế này ha. Chúc các bạn thành công!